Một cuộc hội đàm 1-1 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đã kết thúc chóng vánh trong khoảng 15 phút, sớm hơn nhiều so với dự kiến, là một dấu hiệu cho thấy hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Trump và ông Kim chưa thể đi đến một tuyên bố nào. Lịch trình thay đổi nhanh chóng, cùng với việc Tổng thống Mỹ tuyên bố chưa hề đạt được bất cứ thỏa thuận nào vào thời điểm này vì cả hai bên chưa đạt được sự đồng thuận trong vấn đề phi hạt nhân hóa và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Theo các nhà phân tích chính trị, thì tại hội nghị lần này, Tổng thống Trump đã biết lắng nghe các cố vấn của mình để không vội vàng trong vấn đề Triều Tiên. Mỹ và Triều Tiên sắp tới cũng sẽ tiếp tục cái đà quan hệ này, tức là quan hệ ấm lên, tốt lên, chứ không quay trở về những quan hệ căng thẳng với cả những lời chỉ trích đi, chỉ trích lại giữa hai nước. Chính vì thế những cái đà tiếp tục đàm phán giữa hai nước là sẽ được tiếp tục. Nhưng mà tiếp tục sớm hay muộn thì tôi nghĩ rằng là chắc là không tiếp tục sớm nay, bởi vì là người ta cũng không thể dễ dàng giải quyết vấn đề khó. Người ta đi rất xa để đến đây để mà giải quyết vấn đề và không giải quyết được thì không thể ngày một ngày hai nói là giải quyết được ngay, thì cái đấy sẽ khó giải thích cho dư luận. Nên chính vì thế phải có thời gian để nguôi ngoai cái không thành công của cái cuộc gặp này, và như thế khoảng vài tháng nữa thì hai bên lại sẽ có thể bắt đầu lại cái quá trình để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ thứ ba. Và ở đây chúng ta thấy là cả hai bên đều sẽ thực tế hơn, Triều Tiên cũng sẽ thấy là thực tế hơn. Thứ nhất là họ tiếp tục đối thoại, thứ hai là họ sẽ thực tế hơn, và chính vì thế tôi tin rằng là trong vài tháng nữa thì họ sẽ tìm ra một cái công thức hợp lý hơn để mà bắt đầu cái quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, quá trình dỡ bỏ cấm vận đối cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tất nhiên là để mà phi hạt nhân hóa hoàn toàn thì sẽ không phải đơn giản, nhưng mà ít nhất là cái quá trình đấy phải bắt đầu. Cái quá trình nhẽ ra chúng ta tưởng lần này là có thể bắt đầu ở đây, nhưng quá trình bắt đầu đấy sẽ phải chậm lại một chút. Trong cuộc họp báo của Tổng thống Trump tại khách sạn Marriott, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng giải thích thêm rằng trong cuộc gặp lần này, ông Kim Jong-un chưa chuẩn bị cho những yêu cầu từ phía Mỹ. Còn Tổng thống Trump khẳng định mối quan hệ giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên rất nồng ấm. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho hay ông và Chủ tịch Kim Jong-un chưa cam kết tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đánh giá hai bên đã chứng tỏ sự chân thành tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và hy vọng đối thoại và liên lạc giữa Mỹ và Triều Tiên có thể tiếp tục.